รอแม่แนมเนี่ยhiện tại là mình sẽ chim cái liên minh tác chiến là hơi bị lạ, hơi bị nhiều nha mấy anh em, cho nên là mong mấy anh em theo dõi kênh của Bảo Bọt. Xin mấy anh em nào chưa sub thì cho Bọt xin một like với một sub nha mấy anh em, cảm ơn mấy anh em nhiều nha. Hôm nay không có chiếu end game mấy anh em ơi, hôm nay chiếu Blacklist của Phan Đăng Khoa. Skill shot. Cái này là sở trường của tôi rồi. Sở trường của tôi là đánh skill shot cho đâu ra. On my way. Who needs a map? Sở trường rồi. Cắm mặt này là cay rồi. Time to show him who's best. Spoiler, it's me. I know. That. Battling. Oh, okay. Oh, okay. Yeah, I totally have one. Ui, lắc quá, lắc quá, lắc quá. Sounds dangerous. I'm in. Top two. Ôi giời ơi, game nó dễ. Xin cho mình lục nha. Nhưng mà kỹ năng lên tiếng anh em ơi. Được không, được không? Ổn áo một cách không ạ? Xin cái mắt lúc ngay. Bảo Bọc chơi iPhone X mấy em ơi. Lắc chết chai được. Ôi ôi, giật dữ vậy. Mạng lắc rồi. Thôi chết rồi. Top turret is under attack. Mạng lắc rồi. I'm at my best when the world's in the grip of annihilation. You have slain an enemy. I'm not even breaking a sweat. Ui, mạng lắc rồi, chết rồi mọi người ơi. Mạng lắc rồi. Wi-Fi tự nhiên lắc rồi. Chết mạng sạp quá à. Enemy slain. When you've got talent, there's no such thing as a lucky shot. Ui, mạng này chết bỏ bọt rồi. Top turret is under attack. Mạng lắc dữ gì trời, giật kiểu này sao mà chơi. Oh god, I dare you. Lắc vãi lên rồi. Đi rồi. Ăn cái con luôn này. Ally slain. You have slain an enemy. Tại biết theo mấy anh em biết không, tại từ từ kim á là tại là mình từ kim á là mạng với lại cái modem nó đồng bộ hóa chung với nhau luôn thì mới chim được. Còn nếu mà chim bình thường mình 4G bỏ hoặc đã mở 4G lên chim rồi. Lắc quá chừng. Lắc kinh dị luôn á. Challenge on me. On my way. Danger. Danger. Got talent, there's no such thing as a lucky shot. Giải cứu. Top turret is under attack. Mừng kiếm em đi. The dragon has spawned. Ui vậy. Enemy slain. Enemy slain. Help here.
Rồi. Double kill. Enemy slain. Thôi quá. Bỏ bọc giả lập mobile đâu ra mấy anh em ơi, bỏ bọc chơi bằng điện thoại thế này. Ai mà chơi giả lập mobile mấy anh em dơ. Dơ. Má lắc quá luôn á. Sao chơi đây? Ally slain. Enemy slain. Gauntlets for show. Now it's on me. Gauntlet, let's clear a path. Địt con mẹ em lắc. Má lắc kìa. Rồi thay cái này chết mà em. Time for a true display of skill. Top turret is under attack. Turret destroyed. Enemy slain. The Rift Herald has spawned. Enemy slain. You have been slain. Triple kill. Lắc quá thì không được rồi. Hồi chiều clear ở dưới là mạng ngon mấy anh em ơi, mạng chân có bọt mạng lắc dữ lắm. Bottom turret is under attack. Nó bị chập chờn á. Ngày mai phải gọi cái cam mà sửa wifi lên nè. Phải gọi cam sửa wifi cơ. Thì mới chơi được. Bottom turret is under attack. Lắc cái gì đâu ấy. On my way. Middle turret is under attack. The gauntlet's for show. Ally slain. Shut down. Ally slain. You have slain an enemy. Turret destroyed. Name's Ezreal. Ally slain. Let's clear a path. Enemy turret destroyed. Who needs a map? Top turret is under attack. You are on a killing spree. Enemy turret destroyed. All right, guys, don't miss me too much. Lắc quá đi. Enemy slain. This is really worth 10 times the asking price. Sounds dangerous. I'm in. Middle turret is under attack. Đánh xong rồi với à. Chơi hết game anh em ơi, hết game cho bộ bọc à. Coi lại cái mạng wifi cái. Time for a true display skill. À, chơi cái game này thì mới cho là cái thao tác là cái khó nhất. Thao tác sao. Mà chơi được tầm vài game thì biết. Tại vì đó giờ tôi bộ bọc không có chơi Liên Quân. Bộ bọc không có chơi Liên Quân. Trời
đắt kèm một kiểu đó sao đánh đây. Hai cái này sao kim. I'm at my best when the world's on the brink of annihilation. Baron Nashor has spawned. Is under attack. Lắc quá mấy em ơi. Bọc vào được mấy giờ? Bọc chơi quen rồi. Bọc chơi bọc vào từ lúc chiều á. Lúc mà bọc học cho mấy em 5 giờ, 6 giờ ấy. Middle turret is under attack. Tại vì bây giờ đổi kiểu làm game mobile kiểu nó đang bị khó nói, đang cố gắng để nói nè. Bình thường là chơi game PC mình còn ngồi xuống dơ được. Tại vì game mobile nó không có tối hại. Ủa, nghĩ là game mobile chả có cái gì tóc hài cả. Enemy rampage. Em chỉ đang là cái tóc hài gì đó. Enemy slain. Shut down. Mấy anh em muốn chơi á. Mấy anh em chơi bằng cái gọi là đúng rồi, chơi vô đi. When you got down, double kill. You have slain an enemy. Enemy slain. I'm at my best when I come to the brink of annihilation. Ui, con rồng. Bị lắc thế, mình không thấy con rồng đâu đúng không mọi người. Enemy triple kill. Enemy killing spree. Enemy slain. Lao nó cái chết tiêu luôn. Con rồng có bay tới nó hút e cái chết luôn. Vãi. Enemy không chết nó lát chết luôn kìa. Quá phải lắc quá. Xin ơi. Big City Boy chứ không phải là đồng môi. Xin. Ăn một tiêu gì đó đi mấy anh em ơi. Không ai ăn một tiêu gì cả. Yeah, I totally am. Rampage. Rồi quá.
cho bọn xin một like, một subscribe nha mấy anh em. Cảm ơn mấy anh em nhiều nha.